Tranh vẽ Tổng thống Donald Trump đã được lựa chọn để tặng kỷ niệm nhà lãnh đạo Mỹ nhân chuyến thăm tới Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Điểm đặc biệt của bức tranh này là nó được vẽ bằng tay không trên chất liệu kính. Bức tranh được lựa chọn là tác phẩm của họa sĩ Đoàn Việt Tiến, người nổi danh với khả năng vẽ tranh ngực kính duy nhất của Việt Nam. Những bức vẽ của ông, đặc biệt là các bức tranh về lãnh tụ thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro, nhà cách mạng quốc tế Che Guevara, đã từng tham dự nhiều triển lãm quốc tế và được công chúng nồng nhiệt tán thưởng. Việc bức tranh của mình được lựa chọn làm món quà tặng Tổng thống Donald Trump đem lại cho ông nhiều cảm xúc tự hào. Tôi cảm thấy là tôi đã thử sức từ chính mình. Vì tôi là một nhân vật, một con người nghiên cứu về cảm xúc của chính mình. Thì tôi bắt chước cảm xúc đó. Vì tôi thấy là cái vị tổng thống này có một cái diện mạo, một cái phong thái và một cái bản lĩnh của trí tuệ mà tôi đã bắt nhịp được. Tôi nghĩ là người này rất bản lĩnh. Họa sĩ Đoàn Việt Tiến cho biết ông đã hoàn thành bức chân dung Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 năm ngoái và bức tranh sẽ được vinh dự trao tặng cho Tổng thống Trump vào ngày 28 tháng 2.